Rồi, Cường xin chào tất cả mọi người. Rồi. Mọi người nha. Ok, thì hôm nay hai thầy trò đi thăm bẫy. Trời âm u mọi người ơi. Kìa, mọi người thấy không? Ổng lăn thùng phi mà nó lăn mà nghe luôn á mọi người, nghe tùng, bữa nào quất cho một cái thôi, thúi luôn cái đầu. Rồi ok, từ đây anh em đi thăm bẫy đây. Lúa chuột các kiểu thì như mọi ngày mọi người ơi. Đó. Ok, luồng này có hai cái nè. Giờ tiến vô đó thăm cái thì tiến trong bụi cây. Ở đây nó lắp cái đường này lắp còn hết mấy cái của Cường rồi đó. Hên quá là đã có một cái đặt ở trong bụi này nè. Cái gì? Nói quay lại đây nè, nói đó không ai nghe đâu. Trong đây cái đầu tiên nè. Rồi có ông sáng cạp ở ngoài đó kìa. Đó, ông đang cạp mút chị. Khum khum này lấy bẫy, bữa nào mắc luôn có bẫy. Sao các bạn có dính gì không? Hổ hành hả? Con gì? Hổ hành hả? Ờ, hổ hành là biết rồi, mưa xuống là ảnh đi dữ lắm. Bình thường thôi, không có được là lớn lắm. Rồi cũng hay là mà cái bụng cùng bự, con chuột còn nữa kìa. Rồi hốt ra đi em. Đi, đừng có ra đây phe nữa, ông sáng sáng múc bình không. Nói chung ra mình không nghĩ ai xấu hết trơn mọi người. Nhưng mà có người thấy là có người, là có mắc bẫy à. Tốt nhất là mình đừng nên hạn chế cho người thấy. Giờ Cường đứng ở đây bên đây để góc này để che nè. Cái này nó có cắn không ta? Không, hổ hành thì khô à, thọt vô lấy thôi. Thọt lấy rồi bóp hôm nương năng thôi. Rồi mang áo tay dài lo vô đó là nghi rồi. Đúng rồi. Trời ơi, có con gắn nó bắt nè, biết bao lâu. Đúng là mới mà, từ từ, năng lên. Đứng dựng cái bẫy lên, Ừ rồi ra rồi kìa, trời ơi mừng quá. Có con gắn không mà mệt thiệt luôn á. Hay nha mọi người. Rồi ok, con đầu tiên luôn, mở hàng luôn, bẫy đầu tiên luôn nha mọi người. Một con cho túi luôn đi. Chết rồi. Cái này Cường không có ra tay được là hơi bị lâu rồi mọi người thông cảm nha. Đây. Giờ bóp nè Phan nè, nhanh ở đây, nhìn cái đây rồi anh muốn làm gì đó làm. Cái bẫy này nó hơi cái hôm nó bị móc lên vậy không? Cho nó căng bằng là hết. Đó, rồi xong bóp ở giữa vậy nè. Đó, nó khích lại nhau rồi vừa vừa đó, rồi gấp chuột vô thôi là xong. Rồi. Ok, đúng rồi. Rồi đem chống đặt đi hình lại luôn đi. Rồi ok, đây là cái đầu tiên rồi mọi người. Đó. Ui, cái tay Cường nãy đụng nước rồi mọi người. Đụng nước cái nó bị nhiễm trùng á. Giờ phải quấn cái bọc lại, đừng vịn lại, đừng cho cái bụi hay nước rồi vô. Đây. Mở hàng cái đầu tiên ngon quá. Đặt cái thinh lại chưa? Rồi. Rồi nè, gắn vô đi. Sao thấy có vẻ như tua nhanh được không? Em tua nhanh được không? Tua nhanh á, tua nhanh á. À, đúng rồi đó. Đừng có xì lô mô xanh nữa. Rồi, bập đi. Cái gì mà ổng đi ra từ trong cái bãi ổng đặt ra mà ổng đi kiểu mà ông già 80 tuổi á. Ổng đi ra từ từ, ổng lụm từ món, ổng gắn vô cái vỏ, từ từ. Bao giờ thăm hết cái luồng bẫy tiếng? Trời ơi, anh sớm à. Trời âm u, anh sợ mưa nè, là quay không được á. Ở đây cái nè, đây coi có còn chuột lúa gì. Có dính không? Trời ơi, từ xa tới trong lỏng mà ơi. Ờ, nó không có đây người. Trời ơi, lúa còn ở đống, rồi để thêm đi em. Có chuột sống không? Trời ơi. Sống rồi ơi. Chuột này chết tôi rồi. Hãy là phớt lại. Ok, để mình tới điểm cá mình quay tiếp bạn. Điểm này có hai cái à. Không phải, điểm này tới 5-6 cái lận mà nó bị lấp hết rồi, ghét còn có 2 cái, 3 cái à. Rồi đi tiếp luôn mọi người. Tới điểm này 2 cái luôn nha mọi người. Ui. Chỗ này gió mưa lâm cầm rồi, dưới cái ao mưa lâm cầm, y lộn. Quay trên mắc bẫy. Đây cái đầu tiên, bên đây cái đó nè, 2 cái. Sao, có dính cái gì không? Con lúa con em ơi. Ghê vậy? Cái này 4-5 ngày mà nó vẫn còn luôn hả? Đó. Đúng là vịt lúa này bự nè. Vịt lúa này kiểu mà trâu ăn hết chứ chuột không. Thế nên mới được lâu ngày á. Nhưng mà nó cũng ăn chắc vài hộp mà. Bên đây một cái nữa hết bẫy rồi. Bây giờ còn luồn còn 2 cái mọi người. Dính hổ hành khủng rồi, trong cái bụi này dễ có hổ hành lắm. Trời ơi. Cái gì vậy? Ủa, cái con gì vậy? Ui, con hổ dễn. Đúng rồi. Hổ dễn. To rồi, đây nè. Rồi. Ý, con này 1 kg em ơi. Chuột còn sống không?
gì? À mất chuột luôn rồi. Mất chuột luôn rồi nè, nó ỉ nè, coi nè, coi cái ỉ trong bẫy nè. Đó, nó ỉ nè, cục chà bá nè. Rồi hốt luôn em ơi, ngồi đi bắt luôn đi cho nó gọn. Ra ngoài bắt tao thấy. Bắt đi. Anh chỉ cho bắt nè. Bỏ lúa vô vỏ đi, đúng rồi. Nè, trước tiên đúng không? Đưa tay vô cho nó cắn. Trời ơi. Nó chơi cho bóp ra đây nè. Nè cho lọt xuống dưới luôn, đó. Rồi lùa nó ra này nè, năng nè, nó lùa ra khỏi cái mồm nó ra. Giờ một tay kẹp xuống, một tay bắt nó ra đúng không? À, nó đứt cọng dây chì rồi nè, không? Thấy cọng dây chì đứt chưa? Rồi. Nó cũng đứt rồi. Nó năng lên cho cái người nó lòi ra, phán đừng. Em năng lên, nó cho nó rút người. Nè cho nó đã đồng bộ vừa năng bóp đây nè. Rồi, cái người nó rút ra đây. Ờ, đó đúng rồi, đuổi nó vậy. Đó, nè môi đuổi nó nè. Người mới nên mình làm từ từ thôi nha mọi người. Mọi người thông cảm nha. Nó đang rút người đó, thấy chưa? Đang rút rồi. Em nâng lên cho chỗ trống nó chui ra. Nâng nè. Em đuổi đầu đồng này. Mà. Con này 1 kg à. Con này hổ dện. Rồi bóp lẻ lên, bóp lẻ đi. Không cắn đâu. Phải chứ sao không cắn trời. Không có cắn trong bẫy không có cắn. Nghe anh đi, đó cái đầu ra kìa đầu. Đế bóp lên. Cái đầu nó chui ra chứ sao? Thì cho cái đầu ra mà. Đâu em cho cái dưới người nè. Rồi ra bắt cho vui. Gì mà con gắn, gì mà ông đảo, gì mà 80 lần. Nó như bao con gắn khác, con gắn này vô bữa nay cách cỡ 3-4 ngày vậy nè, yếu luôn mọi người ơi. Con này vô lâu rồi. Họ ăn cường đang mắt gần á. Mọi người thông cảm nhé, tại vì á mình mới đi theo anh Cường á. Thế cũng chưa có rành về ba cái vụ bắt rắn này. Thế để cho anh Cường xử luôn. Nè, ta lại ta sụp vậy nè, sụp cho cái người nó xuống nè, mình để cái hơi mình lên dễ. Đấy. Đúng không? Đó. Đó, cái người nó ra từ từ nè, nó thấy không? Cái người ra chưa? Rồi. Ra nè. Yếu luôn phải không? Con này yếu rồi, con này chắc chắc bữa mà mình đi thăm tới giờ luôn á. Rất là nó yếu rồi. Nó quặp vào. Nó không thèm cắn luôn kìa. Yếu rồi, cho nó uống nước rồi đã. Dạ cho nó uống nước đó. Đó. Yếu rồi. Trời ơi, uống kìa, trời ơi. Thấy nước kìa, trời ơi, nó thấy nước kìa. Uống ực luôn. Trời ơi. Uống như chó vậy đó. Gắn uống như chó. Uống như chó. Thôi cho nó túi đi cho nó khỏe lại. Rồi. Nó yếu rồi. Thế là ngày hôm nay được 2 con. Con hổ hành. Ờ. Con nè, cục túi kiểu này là gắn ra nè, thấy không? Đâu, tại vì con này nó nhỏ á, nên thấy em cung cục cho kỹ. Nó nhỏ nó dễ ra hơn á. Dạ. Cái thằng nhỏ vô tù á, em thấy không? Có mấy cái đành sắt mà nó còn chui cái đầu qua được mà. Trốn tù dễ lắm. Mấy thằng bự con trốn tù khó. Bự quá. Đúng rồi. Đó. 2 con mọi người. 30 cái bẫy rồi. Con này chắc nó xíu từ cái bữa mà cái luồng bẫy mình đi thăm từ bữa đầu tới giờ kiểu mà bỏ chuột vô nô ăn rồi á. Đúng rồi. Quay đây cho anh xem nào, gọng ra. Đây. Đó. 2 con nha mọi người. 2 con nha mọi người ơi. Rồi mình đi tiếp luôn. Trời chuyển mưa đen quá. Cái này cái cuối rồi nè, nguyên luồng không dính con nào. Về cắt bỏ bớt. Cuối này gốc chuối luôn. Trời âm u quá, trời đen kịt luôn mọi người ơi, coi kìa. Kinh khủng thiệt. Hổ hành đó hả? Mưa mấy hộp xuống cái có hổ hành liền hả, bự không? Trời ơi. Đây con này cũng 2-3 lạng dở nè. Bằng con này nãy á. Xình nó gì ơi. Đâu lắc ai sụt cái bẫy rồi. Đó. Ơi. Kẹt đầu. Rồi xong cái nó xuất ra rồi, cái nó bị phù luôn rồi nè. Chết rồi sao trời. Bắt rồi nè, bóp hơn lấy tay lấy. Chết rồi sao mà không thấy á. Đó, lấy luôn đi. À sống. Sống mà yếu hả? Yếu đâu có cắn đâu. Đây rồi. Đây, thì giờ đây coi. Rồi con này cũng 2 lần rưỡi rồi. À, cho túi luôn đi. Trời ơi, nguyên lồn luôn mà. Có cái này dính vậy? Quay uổng công, quay cho một cá một đoạn đường dài sọc. Rồi được 3 con, dở anh em xem luôn. 3 con mọi người ơi. 2 con hổ hành, 1 con hổ dện. Vậy cũng được rồi. Mà sao gắn con này dính yếu yếu không vậy? Kiểu mà dính đâu bữa đậu vậy trời. Mày ăn bóp hôm đây nè. Thở trần quạt. Ok, để bây giờ mình gấp chuột vô, mình có gì mình quay tiếp cho mọi người xem nữa nha. Quá, 3 con cá. 1 con hổ heo, 2 con hổ hành, bắt luôn rồi. Anh em chạy xe, đang trên đường.
luôn nè. Dạ không ấp trên chính được, chỉ ấp trên can Cường Vlog, ấp trường vui thôi mọi người.